Tôi hỏi thiệt nha mấy ông, cái này đây ơi, mấy ông có bộ thủ môn tôi gì không? Chứ tôi thấy thủ môn tôi chụp tôi gầu lắm rồi đó. Đúng rồi, bên tôi thấy gầu lắm đó, sao không vô giờ. Mấy anh bên đây nương nương giùm, em suốt nương nương toàn giùm. Ông Long rồi nhìn toàn cái ủi là thấy chảy nước miếng rồi. Mới khởi động thôi anh Phương ơi, anh thấy vậy thôi chứ mới khởi động thôi đó. Các bạn, chúng ta hiện tại là hai đội bóng Cá Lý Thiêu và Toro đang khởi động các bạn. Mấy phút nữa thôi thì tại sân đá Hoàng Hậu, chúng ta sẽ diễn ra trận siêu cực điện với hai đội Toro và Cá Lý Thiêu. Trước khi trận đấu này được bắt đầu, mình xin điểm qua những cái tên có mặt trong đội của hai đội bóng chúng ta. Mình biết là Cá Lý Thiêu chúng ta có các cầu thủ gồm có Tấn Bơ Rồ, có Phúc Cổ Ghiền, có Phi Bò, có anh Thiên, có anh Long Mèo, có Tấn Lực, có An An và Minh Xin các bạn. Đó là những cái tên có mặt trong đội của Cá Lý Thiêu. Và bên đội Toro thì chúng ta có những cái tên gồm có thủ môn toàn phải ủi số 3 là Vĩnh Tiền, số 18 là anh Lợi, số 7 là anh Phương Hoài Niệm, số 8 là anh Linh Bà Ná Nà, 15 anh Trung Điện Tử, số 7 đó là Quang Dễ, có anh Hoàng Giang số 12, có Nguyễn Đạt số 5 và số 9 đó là Quy Quờ các bạn. Đó là những cái tên có mặt trong hình của hai đội bóng chúng ta. Cá Lý Thiêu là Toro. Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân đá Hoàng Hậu, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu cực điển vào chiều ngày hôm nay. Trận đấu giữa hai đội bóng Cá Lý Thiêu và FC Toro các bạn. Cao quân trong hiệp đấu thứ nhất này thì cao thủ FC Cá Lý Thiêu thi đấu bên phần sân tay trái của chúng ta trong thuộc màu đỏ, còn cao thủ FC Toro thi đấu phần sân tay phải trong thuộc màu xanh. Và trọng tài đang có chính đó là trọng tài Thanh Điền các bạn. Thanh Điền rất quen thuộc tại sân đá Hoàng Hậu, xã Mỹ Hưng. Hôm nay Thanh Điền cũng đã có một ngày nguyên một ngày bắt trọng tài giải U17 các bạn. Và hiện tại thì Thanh Điền tiếp tục bắt những trận đấu siêu điện vào chiều và tối ngày hôm nay. Đây là Phi Bò, một đội truyền dành cho Long, Long Mèo làm gì đây, một truyền hướng đến vị trí Minh Xin. Minh Xin đường truyền rồi sau rồi các bạn, để cho quý khán giả các bạn chúng ta tiện theo dõi những phút thi đấu tiếp theo của hiệp đấu thứ nhất này. Tuy nhiên xin điểm qua những cái tên đang có mặt trong đội hình chính thức của hai đội bóng chúng ta. Mình phía đội Cá Lý Thiêu chúng ta cao quân với thủ môn Tấn Lực, có trung vệ Đặng Thiền, có hậu vệ bên trái đó là Minh Xin, hậu vệ bên phải là Tấn Văn Rồng, cặp tiền vệ là Phi Bò và Phúc Cổ Ghiền, và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là tiền đạo phía Long Mèo các bạn. Và bảy cái tên cao quân trong đội hình của Toro chúng ta có thủ môn đó là anh toàn máy ủi, siêu vội toàn máy ủi các bạn, có trung vệ đó là Vui Quờ, có hậu vệ bên trái là Đồng Vĩnh Tiền, hậu vệ bên phải Nguyễn Đạt, cặp tiền vệ là Trung Điện Tử và Quang Giải, và tiền đạo chơi vị trí cao nhất đó là anh Linh Chuối, Linh Bà Ná Nà. Đường chuyền vào rất chính xác, đây là bóng dễ không vào, bóng vẫn còn, đây là thắng lực. Và đây là một tình huống chuyền bóng chính xác của anh Linh Bà Ná Nà dành cho Quang Giải các bạn. Tấn Bà Rồng, vẫn là Tấn Bà Rồng, đây là Nguyễn Đạt, Vĩnh Tiền. Bóng ra đi hết đường biên dọc sẽ là một tình huống
ném biển cho cao độ đó, cao độ cá Lý Thiên các bạn. Đây là lên banana nè, lên banana làm gì đấy, mình chỉ cho chuẩn bị tử dứt điểm có bao ở điểm bóng đi qua công dọc và cũng đã kẻ chạm vào chân một cầu thủ ở đó để hết được 10.000 khoảng góc cho cầu thủ FC Toro. Và Nguyễn Đạt là cầu thủ sẽ đá vào góc cho cầu thủ áo xanh Toro FC. Đánh đâu bóng vẫn còn bản đầu của Quang Dễ, đây là Lâm Mèo đủ các bóng của Nguyễn Đạt. Đường truyền về cho thủ môn Toàn Mái Hủy. Đó, đường truyền Nhạc Viên nhìn cho đoàn Vĩnh Tiên. Gõ cây vào mặt tường của Quang Giấy. Vĩnh Tiên. Đây là Trung Điện Tử. Vẫn là Trung, được chưa được, đây là Vĩ Bò. Và đây là Phúc Vũ Nguyên các bạn. Một đường truyền gõ cây dành cho Tứng Bà Rồ. Tứng Bà Rồ làm gì đây? Cũng dứt điểm của bầu. Và dứt điểm của Tứng Bà Rồ. Bóng đi bò công dọc các bạn. Anh Hiệp Xuyên Ống mà qua thấy anh Toàn Mới Ủi làm thủ môn cho Toro là khoái hay chứ gì? Đã xin đá ở bên kia lắm chịu. Đây là Nguyễn Đạt. Để biên cho cao thủ Toro. Đây là đồng Nguyễn Tiên các bạn. Tiếp tục là tình huống ném biên cho các đội bóng xanh. Đó là đường truyền của Huy Gùa các bạn. Quang Dậy. Và đó là đường truyền của Nguyễn Tiên dành cho Trung Điện Tử góc hay. Một đường chọc khe dành cho Quang Dậy. Ông đi hết được 10.000 rồi. Trong đội hình của các đội cá Liên Thiên còn có Càng Tí Hon các bạn. Đây là Minh Xin. Vẫn là cao độ đó. Đây là Anh Thiên. Tứng Bà Rồ. Đó được chia cho Phú Cụ Ghiền. Cảm ơn. Và dây điểm của Phú Cụ Ghiền. Bỗng đi qua công dọc. Đó đường truyền của Huy Gùa cho Nguyễn Đạt. Và đây là Tuấn Bờ Rồ, dứt điểm, không bao. Đó là hoa cắn phá của thủ môn, mình to quái ủi. Đường truyền nhìn cho Trung Điện Tử. Quỳnh Thiên. Ông đi hết đi dọc rồi. Đây là tình huống ném biên cho ông đủ đó. Tuấn Bờ Rồ. Đường truyền đến người chiến Minh Xin. Minh Xin làm gì đây? Gõ cây, đẩy là Anh Thiên. Vẫn là Anh Thiên. Chưa được. Minh Xin các bạn. Chúng ta đang có mặt tại sóng đá Hoàng Hậu để theo dõi trận đấu giữa Cá Lê Thia và Toro. Tỷ số hiện tại đang là 0-0. Mọi thông tin chi tiết là số điện thoại của anh Toàn Mới Ủi mình đang cho chạy chữ bên dưới rồi. Chúng ta có thể dễ dàng liên hệ với ông thủ môn bên phía đội Toro các bạn. Đó là ông Toàn Mới Ủi. Và đây là trung vệ Anh Thiên. Đường truyền dành cho Phúc Cổ Kiền, chưa bao giờ nghi nhau. Vẫn là Anh Thiên. Chuyện đến vị trí Lâm Mèo, anh Lâm Mèo làm gì đây? Đứng vào rồi, chưa được. Đây là lên chuối, thắng lực đã có bóng thành công. Đây là Quang Dễ. Bóng chứng qua người của Tứng Mơ Rồ thì hết điểm ngang. Còn góc cho đủ xanh. À, một điều đặc biệt là ngày hôm nay hai đội bóng chúng ta đều thi đấu cho trang phục trong đội tuyển Tây Ban Nha các bạn. Tây Ban Nha xanh và Tây Ban Nha đỏ. Đây là sân nhà và sân khách. Rủ cắt bóng của Nguyễn Đạt. Đây là anh Toàn Mới Hủy. Rủ cắt bóng của Tứng Bà Rồ. Sẽ là tình huống ném biên cho các đội bóng xanh. Và đây là đường truyền của Trung Điện Tử.
Sẽ là tình huống ném biên cho các thủ xanh. Quý vua, tình chút đi thử. Và đây là anh lính Banana, anh Chi Bâu. Cầu thủ phạm lỗi, cầu thủ dù phạm lỗi là thủ một tánh lực. Đá phạt cho cầu thủ Cá Lê Thiền. Để tánh lực. Còn đây là chuyền dành cho Tướng cho đâu. Mình chuyển đến Nguyễn Chiến Minh Xin. Chưa được. Đây là Phi Bò. Phi Bò làm gì đây? Quá người. Đã có đủ phạm lỗi rồi. Phi Bò vừa bị phạm lỗi. Thì Quý Vua các bạn đáo hạt dành cho cao thủ FC Cá Lê Thia. Chúng ta cùng chờ xem phong hợp đáo hạt của cao thủ đỏ như thế nào. Cao thủ đang đứng trước quan hoạt này là Anh Thiền. Đây là Anh Thiền, dứt điểm. Cũng hơi cao rồi. Thì chuyển Huy rồi. Đây là anh Trung Điện Tử. Đoàn Nguyễn Thiền. Vẫn là anh Trung. Vẫn là các lũ FC Toro Hoàng Nguyễn Đạt. Đường cho kè góc cây dành cho anh Lên Chuối. Ông đi ra được dọc rồi. Để biên cho các thủ đỏ. Xin chào Hạnh Nguyễn, hello Bình Duyên, chúc hai đội thi đấu tốt. Đó là lời nhắn của một khán giả Hạnh Nguyễn các bạn. Cảm ơn Hạnh Nguyễn. Đó đường truyền nhà trong phút của Ghiền, chưa bao giờ ghi nhau. Quý Bò Mến Xin. Vẫn là các thủ đỏ. Đây là Đoàn Vĩnh Tiền. Đây là anh Trung Kỳ Tử. Đây là Nguyễn Đạt. Đây là anh Lên Chuối. Anh Lên Chuối làm gì đây? Một chiếc vào cá Nguyễn vô. Đó là bàn thắng của anh Lên Chuối các bạn. Một vài chiếc điểm cu lên tới con Linh Bà Lá nè. Tỷ số đã được mở cho cao thủ Toro và đó là bàn thắng của Linh Bà Lá nè. Tỷ số đã được mở cho cao thủ áo xanh các bạn. Xin chào Hạnh Nguyễn, người ta nhắn là Minh Tướng, Tướng Bro cố lên. Lời nhắn của Hạnh Nguyễn. Bài bóng quá dễ dứt điểm, cơ bầu. Đây là thắng lực. Đội bóng thắng lực đã cản phá thành công. Phút của Kiền. Nhận là phút của Kiền. Đường viền dành cho anh Thiền. Vẫn là anh Thiền, một pha đi bóng của anh Thiền, chuyền bóng cho Minh Xin. Minh Xin chuyền bóng cho Phi Bò. Phi Bò chuyền bóng cho Tướng Bro, làm gì đây? Sẽ làm thủ đáo phạt các bạn. Đáo phạt cho cao thủ áo xanh, FC Toro. Chuyển Minh Tiền dành cho Huy Gua. Đó là tình huống cắt bóng của anh Toàn Mái Ủi. Còn đây là anh Trung Điện Tử. Tướng Vân Gòn. Phải công cho cái đủ đỏ. Tướng Vân Gòn làm gì đây? Đây là anh Lâm Mèo. Đường truyền cho Minh Xin. Đây là anh Trung Điện Tử. Còn đường truyền đến vị trí của anh Linh Ba Lá nè. Chưa được. Đây là Tấn Lực. Đường truyền cho Phú Quân Nguyên các bạn. Tướng Vân Gòn. Sẽ là một đường ném biên cho các lũ xanh. Quang Dễ. Đây là Đồng Vĩnh Tiên. Một đường chiền. Để biên cho các lũ xanh các bạn. Quang Dễ. Lên Bến Chiên. Nguyễn Đạt. Cho khe. Đường chiền nhận lên bàn đá nha. Dưới đêm. Không vào. Và góc cho các lũ xanh. Tới cử ho phải ho nữa rồi. Đứng không được. Đánh đâu? Và đánh đầu của Lên Chuối.
đứng bên hồ. Hạnh Nguyễn là nhắn là cá ly thi, cố lên. Là nhắn của khán giả Hạnh Nguyễn các bạn. Mến xin. Đường chiên. Đây là anh Thiên các bạn chung vậy. Đây là Mến xin. Ủa nhất điểm. Đó là đồ ăn hóa của đồ mà bánh toàn máy rồi. Và góc cho các đồ cá ly thi các bạn. Bọn đi hết được 10.000 và bọn lên cho đội bóng bên toàn máy ủi. Rồi Nguyễn Tiền. Anh Chu Kỳ Tử. Vẫn là cái lỗ xanh. Phi gùa các bạn. Và các bóng Quỳnh Thiền. Đã bài cho cao thủ áo xanh. À xin lỗi các bạn, đã bài cho cao thủ đỏ. Và đây là Phúc Hữu Ghiền và dứt điểm. Bắn vào. Bắn lên cho đúng không? Tàu máy ủi. Nguyễn Đạt. Đây là anh Trung Điện Tử. Vẫn là Nguyễn Đạt các bạn. Một đồng chí nhìn cho anh lên chuối. Được chiến vào. Đây là Quỳnh Thiền. Đụng cắt bóng Quỳnh Thiền. Sẽ là một tình huống ném biên các bạn cho cầu thủ xong. Các bạn cho cầu thủ xong. Tại sao anh quên tình huống đá phạt cho cao thủ Toro các bạn, cầu thủ đang đứng trước quả đá phạt này đó là anh Trương Kỳ Tử. Dứt điểm không bầu. Đó là pha cản phá của môn Tấn Lực và góc cho cầu thủ xanh. Đây là anh Thiên. Mình chỉ gắt cây cho Phúc Cô Ghen làm gì đây. Phúc Cô Ghiền, wow. Đó là thắng Phúc Cô Ghiền các bạn. Phúc Cô Ghiền vừa ghi bàn xong rồi số 1 đều cho các cầu thủ FC Cá Lê Thi. Tỷ số đã được xác bằng 1 đều. Đó thì chị Quỳnh Tiên. Đây là quán dễ các bạn. Được cho khe cho anh Linh bàn đá nè. Đây là quán dễ. Và đây là anh Linh. Cú dứt điểm không bầu. Tướng vào đâu. Nguyễn Đạt. Đi qua. Đây là Nguyễn Đạt. Anh Trung đi tử được chi cho bóng dễ. Bóng dễ đi vô. Và xử lý gắt cây của bóng dễ các bạn. Một đường chuyền cho khe gắt cây của anh Trung điện tử. Bóng dễ bắt bóng bước một mà xoay người dứt điểm không chéo. Tỷ số lần 2-1 cho cao thủ Toro. Phải xử lý gắt hay của quan giải. Đây là phi bò. Phúc Cửu Hiền. Đường chuyền chính xác cho Minh Xuyên. Và này bóng hơi dài Minh Xuyên các bạn. Quan giải. Hey. Tốt quá vậy ơi. Một đường cho khe. Nhưng mà chung về anh Thiên đã cắt bóng thành công. Đây là Huy Gùa. Đó là Huy Gùa các bạn.
Đội viên về dành cho đội bóng, anh Tòa mấy ổi. Đừng phí quá. Anh Trung đi thử. Một đường truyền cho bác giấy, hơi mạnh. À, đường truyền dành cho anh Linh Bòn hả nè. Nhìn hơi mạnh. Đây là trung vệ anh Thiền, Quốc Ngụ Ghiền. Góc kỹ thuật. Đường truyền dành cho phí bò. Và đây là anh Lâm Mèo. Lâm Mèo làm gì đây? Đó, đường truyền. Phí bò dưới đêm. Wow. Đường trọng ca của anh Lâm Mèo dành cho phí bò các bạn. Phi bò vừa ghi quan sang bàn tỷ số 2 đều. Hai đội chúng ta tiếp tục quay về bàn xuất phát các bạn. Nguyễn Đạt, Quang Dễ. Đó là pha đi bóng của anh Lê Chuối. Dứt điểm, không vào. Và góc cho cao thủ xanh. Bóng đã đi hết rồi bây giờ. Sẽ là một trận đấu ném biên cho các cầu thủ áo đỏ. Phi bò. Góc kỹ thuật. Đang đủ phạm lỗi và cầu thủ dự bị phạm lỗi là phi bò. Có đá không? Có bao đi, mặc đồ bao đi, bao vô hết sợ luôn. Để làm cầu thủ đá phạt cho các cầu thủ cá đi thi các bạn. Để tính vào rồi. Tính vào rồi. Wow. Rất hay. Một vài điểm rất mạnh cũng vừa tính vào rồi bằng chân trái các bạn. Tuyển vừa rồi vừa ghi quay. Đằng số lần 3-2 cho các thủ cá lên thi. Và dự điểm rất bất ngờ. Và 20 phút của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua. Sẽ có những cái tên vào sân các bạn. Mình nghĩ rồi Toro chúng ta có anh Hiệp Sương Ống vào sân. Có anh Lợi đi với ta vào sân. Có anh Vương Hoài Điểm vào sân. Và anh Hoàng Giang vào sân các bạn. Đó là những cái tên vào sân phía đội Toro. Còn phía đội cá lê thi chúng ta có An An vào sân. Và đây là anh Hoàng Giang các bạn. Một đội truyền dành cho Quý Gùa. Và đây là anh Lợi. Một truyền cho Quyên hơi mạnh. Đây là An An, sẽ đến biên. Đây là anh Thiên. Đó là chiều chờ của anh Hoàng Giang. Đây là anh Phương Hoàng Điểm. Và đây là anh An. Vẫn là anh An. Một chiều nhìn cho phía bò. Và đây là đường chiều của Lâm Mèo. Hơi mạnh. Bấm lên cho thủ môn Tàu Máy Ủi. Xin chào Hạnh Nguyễn. Cái là nhắn là hay quá anh Tuấn ơi. Tuấn vào rồi ghi hoàng. Có khán giả vô bình luận đi mày. Đó là đường chiều của anh Trung Điện Tử. Chưa được. Đây là pha hút cố ghiền. Phải đi bóng tốc độ. Hút cố ghiền. Chưa được. Và đây là Quý Gùa. Vừa chị Nhạc Quyên dành cho anh Hoàng nha. Góc kỹ thuật. Vừa chị nhìn ra Phương Hoàng Điểm. Đây là anh Hoàng Nhan làm gì đây? Cứu dứt đêm không vào. Tổng lên trên một tấn lực. Đúng không? Mới vô tên gì tính? Thành. Thành. Cái gì Thành đó? Tắc Thành à? À Tắc Thành. Tắng Thành. Tắng Thành à? Tắng Thành. À, vậy mình nghĩ rồi cá đi thi à. Thủ môn vào sân đó là Tắng Thành các bạn. Tắng Thành vào sân để thay cho thủ môn Tắng Lực. Tắng Lực ngày hôm nay làm thủ môn mất rất dễ thôi. Đây là Chung Điện Tử. Đó là bàn thắng của Chung Điện Tử sang bàn số 3 đều các bạn. Thì số đây được sang bàn 3 đều. Hai đội bóng chúng ta đã qua nhiều vật xuất phát đấy rồi. Rồi phi bò dứt điểm. Đó là một tình huống cản phá của anh Tòng Mai Ủi các bạn. Dương Lai thằng trưởng.
Thì số được xem bằng 3 điều rồi, bằng thắng quân chung đi tử. Đây là lại. Anh chung đi tử. Đủ nguyên bóng, tốc độ nhưng chưa thành công. Đây là pha cắt bóng bên Thiên. Dẫn lên chung đi tử, lên đi đây. Được chiếu vào. Đây là anh đẹp xuyên ống. Việt quỷ mất rồi. Trong tài sát lên đang có đối với Việt quỷ rồi. Ở đây là Minh Xin. Đó là một đường truyền của anh Thiên. Đây là anh Phước Hoàng em. Đó là anh Thiên. Anh Hoàng nha. Anh Trung đi thử. Đó là Trung đi thử các bạn. Đường truyền dành cho Quý Gua. Và đó là đường truyền của anh Lợi. Anh Tổng Máy Ủi. Anh Trung đi thử. Đây là anh Lá Mèo. Cầu vào. Đó là ba dứt điểm của Quốc Hiền. Và cản phá của đội môn Toàn Máy Ủi các bạn. Bây giờ đã cản nhai rồi, bắt đầu còn cọc quê với tàu Phú Quyền nữa các bạn. Và góc cho cao thủ áo đỏ. Và đánh đâu. Đây là anh Hoàng nha, một đường truyền cũng đến quy chiến của Trung Đi Tử. Trung Đi Tử làm gì đây? Đường truyền nhìn cho anh Hiệp Sương Ống. Chưa được, và cá bóng kịp thời của Phú Quốc Ghiền và thủ môn Tấn Thành đặt. Có tình huống cá bóng thành công. Đây là thủ môn Toàn Máy Ủi. Và đây là anh Lợi. Chào Hoài Đức nha, gọi là nhắn là anh Toàn Máy Ủi mãi đỉnh. Đây là anh Long Mèo. Đường truyền cho anh Thiên các bạn. Kéo là anh Long Mèo. Sẽ là tình huống ném biên cho cái lỗ đó. Thì là nghe, phi bò. Dẫn là phi bò các bạn. Đội truyền về dành cho anh Thiên. Rất kỹ thuật. Anh Thiên. Wow. Và nó bóng từ xa của anh Thiên các bạn. Anh Thiên vừa ghi quang. Anh Thiên số lên 4-3 cho cao độ cá lên thi à. Đây là thầy xuyên ống. Xin chào Gala 4, nhắn là anh Lâm Mèo mãi đỉnh. Là nhắn của Gala 4 các bạn. Đội môn Tấn Thành quả bóng chính xác rồi. Mời nhắn anh Lâm Mèo mãi đỉnh, anh Lâm Mèo gờ sang rồi Gala 4. Đây là Minh Xin, thầy Phi Bò. Nhắn là Minh Xin các bạn. Sẽ làm đúng đó các bạn. Cho cao độ cá lê thiền, cầu thủ vừa bị phòng lỗi đó là Minh Xin. Và như vậy thủ môn anh Linh Chuối cũng đã vào sân trở lại để làm thủ môn chắn giữ khung thành cho cầu thủ Tô Đô các bạn. Xin chào Đỉnh Thang, chào cả lớp 4. Cũng dứt điểm quý bon. Ông lên chào thủ môn anh Linh Chuối các bạn. Xin chào Thay Tùng, hello mà đi chi. Dạ nhậu vui vẻ Thay Tùng ơi. Đây là anh Phương Hoài Niệm, đường truyền dành cho anh Hiệp Sương Ống. Tấn lực đã vào sân bên phía đội Cá Lê Thiên. Quý Bò Định Đen nhắn là thầy Điền còn sức nữa hả? Đúng rồi, thầy Điền còn sức nha em. Minh Xin. Và đây là anh Thiên các bạn. Anh Thiên là cầu thủ đang ghi bàn, đang số lên 4-3 cho cầu thủ Cá Lê Thiên. Quý Gùa, và đây là anh Hoàng nha. Phương Hoàng Niệm. Đánh là anh Phương, anh Trương Biên Tử. Đây là anh Phương Hoàng Niệm, đường chiên. Đây là anh Hiệp Sương Ống, chưa được. Đây là bồn Tấn Thành các bạn. Đây là Minh Xin. Phú Cầu Ghiền. Và đây là anh Trung Bị Tử, và đá bóng chưa được. Rất đông cao độ đỏ các bạn.
và đây là Minh Xin. Chẳng là Minh Xin của Dương Đêm không vào. Còn nữa chàng Hai Tung, chàng Đỉnh Đen, chàng Lá Bấm, chàng Hoài Đức. Mong là tình huống lên chú với bạn. Đây là anh Vương qua đêm. Sẽ đầu tôi muốn ném viên cho đủ đó. Anh Hoàng nha. Đã lên truyền cho anh Trung Nguyên Tử. Buổi dưới đêm bóng vẫn còn. Vậy bóng đã điền hết được dọc. Ném viên cho các đội bóng xanh. Xin chào anh Lâm Bia. Hãy lên Lâm Bia. Sẽ đầu tôi muốn quá bóng lên dành cho thủ môn. Đó là thủ môn Tấn Thành. Hãy lên Lâm Bia đang giao lưu, nó còn có đâu Lâm Bia. Minh Xin đến đâu? Rượu vừa bị phạm lỗi đó là phút ngu ghiền các bạn. Đá hoàng cho các rổ đỏ. Và như vậy một cầu thủ rời sang bên phía đội Setoro lại lại. Cầu thủ giao sân đó là Tăng Hồng. Hồ Nam nằm ghê ngủ bạc liêu luôn rồi, dữ thiệt. Thắng lực sẽ đá phạt cho cầu thủ Cá Lê Thiền. Thắng lực. Cú sút rất có lực. Đây là anh Hoàng Giang các bạn. Chị nhạc viên cho Michael Tăng Hồng. Tăng Hồng làm gì đây? Cô đội truyền nhìn cho anh Hiệp Sương Ống. Nhưng hơi mạnh rồi. Đón lên cho thủ môn Tấn Thành. Đây là anh Thiên. Phút gỗ ghiền. Đủ các bóng của An An. Sẽ làm một tình huống ném biên cho các đủ xanh các bạn. Đó là chị Quân Vương ngoài đêm, qua đây là Tăng Hồng. Đó là chị Quân Linh Chuối. Đây là An An. Đây là anh Hiệp Sương Ống các bạn. Sẽ là tình huống ném biên cho cầu thủ đỏ. Hãy xin lỗi bạn ném biên cho cầu thủ xanh. Và dứt điểm có bầu. Đụng lót bóng của anh Trung Kỳ Tử. Sẽ là một tình huống bóng lên cho thủ môn Tấn Thành. Đây là anh Thiên. Đó là bạn đang đầu của Huy Gùa. Sẽ là một tình huống ném biên. Anh sẽ đo bàn đáo hạt cho các thủ Tô Rô, bóng đã chạm tay một thủ đó. Mua Lê, thủ Mua Lê của Hiệp Sương Ống. Để biên cho các thủ đó. Cú của Viền. Để đang ngang. Một đội chiên dành cho Ảnh Thiên. Ảnh Thiên làm gì đây đội chiên? Cho tăng lực các bạn chính xác. Dạ thắng lực. Đường chiến tiếng 2 chưa được. Đây là Minh Xin. Đây là anh Hoàng Giang. Đây là anh Phương Hoàng Điểm. Đường chiến nhìn cho anh Điểm xuống ống. Không được. Đây là trung vệ anh Thiên. Phút Vũ Nguyên. Đường chiến cho Phi Bò các bạn. Chưa được, để mình cho cái lỗ xanh. Cú của Ghiền. Đúng lợi thế cho cái lỗ đó. Tấn Hồng. Đủ các bóng bên xin. Để mình cho cái lỗ xanh. Đây anh Hiệp Sương Ống. Và đây là anh Trung Kỳ Tử làm gì đây? Anh Hiệp Sương Ống, giữ đêm, không bầu. Bóng đi một con dọc, phát lên cho các thủ Cá Lê Thìa. Kèn tí hon đã vào sân, mình nghĩ là Cá Lê Thìa các bạn. Thứ hai cho Minh Xin. Tấn vào đầu cũng được tung qua cho ra vào sân. Đứng vô đó giữa rồi chứ.
chết luôn. Và đây là đây là anh Thiên, đây là Phúc của Kiên, chưa được, sẽ là một tình huống đá phạt cho các cầu thủ cá lên thiền. Chúng ta hãy chờ xem trọng tài Thanh Điền đang coi qua các bạn. À, như vậy sẽ là một tình huống đá phạt, cũng phạm lỗi trong vòng cấm các bạn. Và đây là Huy Bò dứt điểm, vô thì đủ đá bên thành công của Huy Bò. Huy Bò vừa dứt điểm thành công, ghi bàn đánh số lên 5-3 cho đội cá lên thiền. Vị trí có vương quan điểm dành cho anh Hiệp Sư Cống, một đường chuyền dành cho Quán Giấy. Quán Giấy đã qua sân chơi dứt điểm không vòng, bóng lên cho Tấn Thành. Tấn lực, đây là Vũ Vũ Nghiền, và đây là đường chuyền, đường chuyền Quân Thiên các bạn. Quý Bò chưa được, và đây là đường chuyền về của Tăng Hòm, đây là anh Linh Chuối, đây là anh Quang Giang. Đường chuyền cho anh Phương qua điểm bốn của Nghiền, thì bóng tốc độ dứt điểm không bao, và cản phá xuất sắc của anh Linh Chuối lên bàn đá nè các bạn. Đủ dứt điểm rất mạnh của Phúc của Nghiền rồi, sẽ làm tình huống đá phạt góc cho cầu thủ đó. Để Tấn Lực sẽ đá phạt góc đá đâu, và trận bóng đầu cuối cùng đó là Quý Gùa để biên cho cầu thủ đó. Tán Lòng, đây là anh Hoàng Giang các bạn. Một đường chuyền và các bóng càng tí không, rồi bắt giấy Quý Bò để biên cho cao thủ đó. Còn đủ để biên là Tán Lực các bạn. Đây là anh Hiệp Sư Cống, anh em chi bóng chưa được, Quốc Cụ Nghiền đứng vào đồ các bạn. Đó là Tăng Hồn góc hay, đây là Quán Giấy thì luôn các bóng của Quốc Cụ Nghiền. Quý Bò làm gì đây, được chi, đây là Tăng Hồn, Quý Gùa các bạn góc kỹ thuật cho Quý Gùa. Chị Nhạc Huyền dành cho anh Hoàng Giang, và đây là anh Phương Hoàng Điểm. Phương Hoàng Điểm làm gì đây, được chi, chưa được, Quốc Cụ Nghiền được chuyển Quý Bò cho đứng vào đồ. Và đội bóng có đứng vào đâu, dứt điểm không vào, lũ cản phá của thủ môn lên bàn đá nào các bạn. À, đội bóng Huy Gùa hơi dài rồi, Huy Gùa không vào, đứng vào đâu để biên cho các thủ xanh. Đây là anh Phương Hoài Đẹp, một địa chỉ dành cho Văn Giấy. Tấn Hồng, đội bóng chưa thành công để biên cho cầu thủ đó. Đứng vào đầu. Và các bóng có thiệt. Số 2 vô tên gì, Tiên, Tiên. Tiên ơi. Số 2 tên gì em? Kiệt. Cái gì Kiệt? Châu Gia Kiệt. Vì vậy phải dứt điểm của Tướng Quá Đô, không vào. Cầu thủ số 2 bên phía đội Tô Đô mới vừa được vào sân. Mới vào sân đó là Quỳnh Kiệt. Phải Kiệt không em? Cái gì? Gia Kiệt. Thì Gia Kiệt đánh đâu?
sẽ là cầu thủ ném biên cho cầu thủ Toro và là cầu thủ ném biên là Gia Kiên. Càng tiếp không? Bí bò. Chỉ tính có rô chứ được. Lại là anh Hoàng nha. Đường truyền của Tăng Hòn trên phương ngoài điểm. Đường truyền hướng đến vị trí của điểm sân ống. Này sân ống làm gì đây? Cú dứt điểm không vào. Ông lên cho thủ môn Tấn Thành. Đây là đường truyền của anh Thiên. Quý bò đứng vào rồi chưa được. Đây là anh Phương ngoài em. Đây là anh Hiệp Sư Ngọc đường truyền và cả bóng của Tấn Lực để biên cho các đội sạch. Đây là anh Phương ngoài em. Đây là anh Hiệp. Sẽ làm đúng mà không cho cầu thủ sạch. Đánh góc. Cầu thủ đánh góc cho Gia Kiệt. Đây là Phương ngoài điểm đứng chiên dứt điểm. Và góc cho cầu thủ sạch tiếp tục. Đánh đầu và bật cản phá của thủ môn Tấn Thành các bạn. Sẽ làm một cầu thủ phóng lên cho thủ môn Tấn Thành. Đây là trung vệ anh Thiên. Dứt, dứt điểm chưa thành công. Đây là anh Thiên các bạn. Đứng vào rồi. Và đây là pha đi bóng của Tăng Hòm chưa được. Chúng ta sẽ có 1 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ nhất này. Đây là Thiệp Sương Ống. Phút của Ghiền các bạn. Một đội trị cho Phi Bò. Đây là phút của Ghiền, cái bóng tốc độ. Đường cắt bóng của Gia Kiệt. Xin chào Lê Mạnh. Hello Lê Mạnh. Lê Mạnh chắc đang giao lưu nào đâu còn mặt liều với anh Lâm Bia rồi. Đường cắt bóng của Gia Kiệt. Và đội trị của anh Hoàng Giang. Và đánh ngực của anh Thiên, Hoàng Trung Vệ anh Thiên. Trận Lan Thiên sẽ bóng rất mạnh. Đây là anh Hoàng nha. Anh Phương Hoàng em. Một chị cho quá vậy. Chị thứ hai cho anh Phương. Và đây là anh Hoàng Giang các bạn. Đây là anh Hiệp Sơn Ống, chị vào, dứt điểm, không vào. Đó cũng là tình huống bóng cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất này. Tỷ số cuối hiệp 1 đó là 5-3. Nghiêng về các thủ cá lên kia. Bây giờ xin mời quý khán giả các bạn chúng ta nghỉ giải đấu trong mấy phút. Và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi đội thứ hai. Chào Lê Mạnh, chào Lâm Bia. Xin ơi, ai đang dẫn? Không cần cơm, cần mồi luôn mà. Nhiều bia, nhiều mồi vô, đồ ba, đồ mồi, 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 đồ mồi
Sao vô bóng? Bỏ tay đâu? Rồi vô bóng lại em đi. Tại vì trọng tài anh Thanh Điền cũng đã thổi còi để hiệp 2 được bắt đầu. Cứu 11 thì cao thủ Khánh Lê Thi áo đỏ đang tạm dẫn trước cao thủ Toro áo xanh với tỷ số là 5-3. Và cách hai bàn các bạn, chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và các bạn trên sân chúng ta sẽ có đến quý khán giả và các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như nào, hãy cùng chờ xem. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu các thủ Toro ghi bàn cũng cán số hay không, hay là cao thủ
Cá Lê Thiên tiếp tục nâng cái số tay cùng chờ xe các bạn. Tại này thủ môn Tấn Thành. Là càng tiếng hôn. Giờ càng tiếng hôn thì gì? Ở đây mình chỉ phút của Nghiền chính xác các bạn. Giờ phút của Nghiền. Các đồng các đủ xanh. Đây là bảy điểm không vào. Những điểm rất mạnh của Tấn Bà Rồ. Xin chào An Sa Ngã hé luôn anh em. Đó là nhận của An Sa Ngã các bạn. Tình huống cắt bóng của Tăng Hồng. Và góc cho cái đũa đỏ. Bắn đầu của Tăng Hồng các bạn. Sẽ là một tình huống ném biên cho các cầu thủ Cá Lê Thiên. Quay đứng không có chọc anh Toàn nè. Đây là đường truyền của pha đi bóng của Càng Thí Ho các bạn. Đó là chỉ điểm của phía bò. Đang theo cho bạn đồng ơi. Và đây là đường xóa chỉ điểm không vào. Đó là chỉ điểm chú ý đây là đồng của Tiên. Đụng cát bóng của Trương Kỳ Tử. Đây là đụng ném biên cho các cầu áo xanh. Trương Kỳ Tử. Và đây là Càng Thí Ho. Một đường truyền dành cho Phúc Vũ Kiền. Và đây là Minh Xin. Càng Thí Ho. Đây là đường truyền dành cho Trương Kỳ Tử của Quang Giấy. Và đây là Nguyễn Đạt. Tính qua rồi. Và đi bóng đứng vào đồ của mày, được chọn nghe, chưa được, đang ngon, cắt bóng đứng không. Nguồn Tấn Thành. Đây là Minh Xin. Và đây là đường truyền của... Đó là đường truyền của Càng Thí Ho các bạn. Đó, đứng vào đồ của mày, đường truyền dành cho Minh Xin. Và các bạn có tăng không? Và đây là anh Trung Biên Tử. Vẫn là anh Trung Biên Tử các bạn. Được chuyện cho bán giấy bắt thương. Nhanh cho anh Trung Biên Tử. Được chuyện bao. Khá nguy hiểm. Và cắt bóng của Phi Bò. Nhưng vô tình thành một bàn thắng cho cao thủ FC Toro luôn các bạn. Tỷ số được cũng ngắn 4-5 cho cao thủ Toro. Chuyện của Lâm Mèo dành cho Càng Thí Ho. Một đường chuyền đến vị trí đứng vào rồi. Bóng vẫn còn đây là Nguyễn Đạt. Đường chuyền chân lên chuối. Và đây là Minh Xuyên các bạn. Còn Nguyễn Tiên. Quang Giấy. Và đây bóng Quang Giấy cú dứt điểm. Và đó là bàn cản phá của môn Tấn Thành. Càng Thí Ho. Và đây là Phúc Vũ Quyền, các kỹ thuật. Một đội truyền dành cho Tuấn Bà Rò các bạn, nhưng hơi nhẹ. Đây là Linh Chuối. Linh Chuối Kỳ Tử. Và đây là Phí Bò. Nguyễn Đạt. Một đội truyền về cho thủ môn Tòng Mái Ủi. Nguyễn Đạt. Tuấn Bà Rò. Phi Bò đã có tình huống phạm lỗi rồi. Tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Cá Lê Thiên. Cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là Phi Bò. Hiện tại sẽ đến với tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Cá Lê Thiên. Tính vừa rồi đang đứng trước quả đá phạt này. Tuyển vừa rồi dứt điểm. Bóng đi hơi cao, pha bóng lên cho đội môn an toàn mái ủi. Giờ đầu Nguyễn Tiên. Một đường chuyền nhạc viên cho Nguyễn Đạt. Không chẳng còn.
rất dài các bạn. Đây là một Tấn Thành. Và đây là Càng Tiến Hồng. Quyền chuyển đến vị trí của Tấn Bà Rồng và hoàn cái bóng của Nguyễn Đạt là bên trên. Để bị cho cao độ xanh các bạn. Đây là Trương Kỳ Tử. Và đây là Phúc Ngũ Ghiền, làm gì đây? Đây là Phúc Ngũ Ghiền. Quyền chuyển đến Phi Bò dưới đêm. Wow. Và phối hợp với Phúc Ngũ Ghiền và Phi Bò các bạn. Của lúc của Phi Bò. Vì bò vừa ghi bàn ngày nay số lên 64 cho các thủ cá lên kia. Đây là Phúc Vũ Ghiền. Nhận là Phúc Vũ Ghiền. Gắt kỹ thật. Vũ Ghiền. Gắt đâu có đủ xanh rồi. Đây là Đồng Vĩnh Tiên các bạn. Mình xin. Và đây Càng Tiến Hồng. Mình xin các bạn. Đây là Linh Bà Nán à. Phi Bò. Càng Tiến Hồng. Chị về dành cho mình chung về mình xin các bạn. Để biển cho cao thủ áo xanh. Đây là chuyện của Đồng Vĩnh Tiên. Đây là anh Trung Kỳ Tử. Quyền chuyển đến vị trí của Lê Chuối. Và giờ điểm Nguyễn Đạt chưa thành công. Tại vì mình gãy rồi mọi mình thấy lắm. Nó chơi mà. Đứng qua đầu. Bóng đi hết đường biên ngang rồi, phạt góc cho cao thủ xanh. Đó là đường chuyền của Phi Bò dành cho Tấn Bà Rồng. Đó là Tấn Bà Rồng các bạn. Phi Bò. Phúc Ngũ Ghiền. Trụng các bóng của Tăng Hồng. Những điểm có bao. Đó là pháp bóng của thủ môn Tòng Máy Ủi. Đó là một đường truyền của anh Linh Bà Ná Nà dành cho anh Trung Kỳ Tử. Để mình cho các lũ tốt luôn. Đây là anh Lâm Mèo. Trung Kỳ Tử. Và đó là đường truyền hướng đến vị trí của anh Linh Bà Ná Nà. Chào anh Nguyễn, là nhắn là Tấn Bà Rồng Mã Đỉnh. Cố lên chồng ơi, đó là nhắn của Hạnh Nguyễn các bạn. Đó là đường truyền các bóng của Phúc Vũ Quyền. Cái bị cho cái hữu xanh. Cậu Quỳnh Tiên. Tấn Bà Rồng. Các con có đồng ý tiền, đây là Tăng Hồng. Nguyễn Đạt. Trung Kỳ Tử. Một đường chuyền nhạc viên cho Đồng Vĩnh Tiên. Một chiếc điểm. Vẫn là Quang Dễ. Một chiếc điểm không vào. Và góc cho căn rộ áo xanh. Đơn giản hơn rồi sao lắm. Đơn giản như làm. Nãy tính đi lên đó mà đi lấy máy gì.
Sẽ làm tình huống phát bóng lên cho thủ môn Tấn Thành. Ôi, dễ vậy. Chạy tiếng không? Đá này, đá này. Trời ơi, trời không ơi. Đó, đường chuyền của anh Linh và Thái Hà cho Trung Kỳ Tử. Trung Kỳ Tử không vào. Và bóng rất mạnh. Để biên cho các cầu thủ áo xanh. Càng tiếng không? Càng tiếng không các bạn? Người chiền về cho Minh Xin. Càng tiếng không? Gấp kỹ thuật. Đây là Minh Xin. Chị nhạc cho Vy cho tiếng pro. Còn tường của Lâm Mèo. Của chị tiếng pro hơi sâu các bạn. Và đây là anh Toàn Mấy Ủi. Em yên cho các cầu thủ khá đi thiền. Đây là anh Lâm Mèo. Và đây là một tiếng của đồ. Và các bóng của Nguyễn Đạt. Nếu yên cho các đủ đỏ. Đây là anh Lâm Mèo. Và đây là Đồng Vĩnh Tiên. Chưa được các bạn. Cố cụ ghê. Thầy tí không? Thủy bò làm gì đây? Thủy bò dứt điểm vào. Đó là bàn thắng của Thủy bò. Quá chết của Thủy bò các bạn. Thủy bò vừa ghi bàn này sau lưng 7-4 cho các cầu thủ cá đi thiệt. Vậy gia kiệt vào sân và bên phía đội Toro cũng thay đổi thủ môn. Nguyễn Đạt vào để làm thủ môn chắn giữ khung thành cho cầu thủ Toro các bạn. Gia kiệt. Tình anh Trung Điện Tử. Quang Dễ. Đồng Quýnh Thiên. Và đây là anh Lê Chuối. Trung Điện Tử. Lê Chuối. Minh Xin. Phúc Cụ Nguyền các bạn. Đây là anh Càng Tiến Hồng. Cứng vào rồ. Càng Tiến Hồng. Chuẩn bị lấy tăng, chuẩn bị lấy tăng, chạy thì mày lấy tăng. Thấy không? Bí bò. Bí bò. Đúng, bạn cần làm lỗi rồi, đọc hàng cho các đồ áo đỏ các bạn. Và đây là Càng Tiếng Hồng. Úc Vũ Ghiền. Chuyền của Đồng Vĩnh Thiên dành cho anh Linh Bà Lá nè. Dẫn là Linh Chuối. Dứt điểm không vào. Ở bóng chính xác đúng không? Tấn Thành. Càng Tiếng Hồng. Từ đây Gia Kiệt. Và đường chuyền của Phúc Cụ Ghiền. Và đây là Phí Bò. Để biên trong thủ đó. Đây là anh Long Mèo. Cố ghi Phi bò. Đây là Lên Chuối. Lên Chuối không vào. Đó là những hồn Tấn Thành. Bỏ biên luôn, tiền vô trong đội giữa đó luôn, tiền bỏ biên luôn, kẹn lâu lên rồi lá biên ngoài tiền.
giữa cặp con quy bò luôn, giữa luôn ốp giữa đá luôn. Con bò đâu có lên, thằng kẹn lên đâu có lên đổi đâu mà đi hoài. Con gì? Mình xin cho mày. Từ đầu đúng đi. Mình xin về cho Tấn Hồng. Và đây là con giấy. Cú dứt điểm, không bầu. Và chú Kỳ Tử. Đây là anh lên chuối. Còn đây là mình xin cho mày. Đi luôn. Và con có Tân Hồng và Nguyễn Tiên. Sẽ làm tình huống đá phạt cho cao cầu thủ FC Toro. Cầu thủ vừa bị vòng loại đó là anh Trung Điện Tử. Đá phạt cho cao cầu thủ Toro các bạn. Ai nghe cũng được tung vào sân. Mình phía đội Cá Lê Thia để thay cho Kiền Tiến Hồng. Ta sẽ đến với tình huống đá phạt của cao thủ Toro và Quang Dễ đang đứng trước khoa đá phạt này. Còn dễ dứt điểm, có bầu, hay điểm rất mạnh. Thủ môn Thắng Thành đã căng phá thành công. Sẽ là một tình huống đá quang rồi. Và đủ dùi năm loại đó là Phúc Cụ Ghiền. Không có đá bạn nè, đá nó tuổi quá, tuổi rồi. Thầy Minh Xuyên đó mày. Đứng vào đồ. Đầu với tiền. Rồi chỉ cho Kỳ Tử. Và đây quán dễ. Dứt điểm. Không vào. Và không cho con đủ xanh. Hay quá rồi đó. Giữ lại. Trời ơi trời. Đây là Tăng Hồng. Đứng vào đầu. Đứng vào đầu. Không vào. Quỹ điểm rất mạnh. Đứng vào đầu. Cũng đi qua cầu dông. Đây đầu với tiền. Trung Điện Tử. Quang Giấy. Vậy là Quang Giấy. Và đội bóng của Quang Giấy. Rất hay. Cũng dứt điểm. Chưa thành công. Bóng lên thì đội bóng Thắng Thành. Xin chào huấn luyện viên Calixto. Và đã nhắn là hello huấn luyện viên. Và mọi người cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn huấn luyện viên Calixto. Vì Calixto các bạn. Phúc Cụ Ghiền. Quý Bò. Quý Bò dứt điểm không hầu. Sẽ làm một đồ đá phạt góc cho cao thủ Cá Lê Thiền. Đứng vào đầu. Cú dứt điểm. Thắng Hồng. Đây là lên chuối. Sẽ là một tình huống quả góc dành cho cầu thủ xanh. Bên ngoài chuẩn bị. Đứng sát tan sát người đường phi nó chạy lỡ đâu đứng cho trái bên đây. Đó là vào bóng chính xác của vùng Thắng Thành. Hai mươi phút của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua. Các cầu thủ vào sân bên phía đội Toro gồm có anh Hiệp Sương Ngóng, số 17 đó là anh Phương Hoài Niệm, số 12 Hoàng Nha, số 9 đó là Huy Gùa các bạn. Là những cái tên vào sân bên phía đội Toro. Còn phía đội FC Cá Lê Thiên thì Thắng Lực cũng đã vào sân trở lại các bạn. Đây là anh Hoàng Giang. Trời đã trời đang nhậu cái tự nhiên cái bỏ đi coi đá banh cái về nhậu tiếp hả? Không phải nhậu hai lon trốn rồi. Bỏ đó rồi. Theo quá lỗi đâu mấy vợ. Tại hôm qua đại hội. Đây là Minh Xin. Đây là Lâm Mèo anh. Đưa chuyền về cho ăn nghe. Anh Lóc Mèo.
để về cho cầu thủ đó. Tấn lực phi bò và đây là An An. An An chuyền bóng dành cho Út Cổ Ghiền. Vị trí thứ hai cho phi bò. Phi bò dứt điểm. Cú bóc cờ của phi bò. Phi bò đã có bàn bùa tháng thứ tư cho Kim Bình, hãy số lên 8-4 cho cầu thủ Cá Lê Thi. Các bạn đây là anh Hoàng Giang chuyền cho đẹp xuyên ống. Đẹp xuyên ống đội chuyền giặc biên dành cho đây là Giá Kiên. Đủ các bóng vài ngày để biên cho các cầu thủ áo xanh. Đây là An An các bạn. Phút cuối kỳ đường chuyền của Long Mèo bản đầu của Eagle và đây là Giá Kiên. Thắng lực, thắng lực làm gì đây, trò khe dành cho Phút Cuối Kiên. Đây là Phút Cuối Kiên. Đây là anh Hoàng Giang. Đây là anh Hiệp Xuyên Ống. Đó đường chuyền của anh Hoàng Giang chưa được. Đây là một Thắng Thành các bạn. Phi bò. Dẫn phi bò. Đường chuyền hút của Ghi. Và đây là Thắng Lực. Đây là anh Hoàng Giang các bạn. Đây là anh Phương và Đêm. Đó đường chuyền dành cho anh Hoàng Giang nhưng rất mạnh rồi. Bóng lên dành cho một Thắng Thành. Phi bò chữa được. Đây là anh Hòa, anh Trung Kỳ Tử được gì cho anh Hiệp Xuyên Ống. Đây là anh Phương Hoa Điểm. Cú dứt điểm có bầu dẫn là anh Phương. Và các bóng của anh nghe. Đây là anh Phương Hoa Điểm của anh Trung Kỳ Tử. Dẫn là anh Phương Hoa Điểm, anh Trung Kỳ Tử làm gì đây. Góc hay, góc chính xác dành cho cầu thủ áo xanh. Trường hợp phối hợp. Đây là anh Hoàng Giang. Góc đồng cao độ đỏ. Và đây là Huy Gua. Huy Gua dứt điểm không bầu. Bóng đi một sàn ngang. Xin chào Gia Tuấn, người ta nhắn là ốp bia sẵn rồi. Ok Gia Tuấn đợi xíu em ơi. Xong cái này làm ra liền nha Gia Tuấn. Đây là anh Lâm Mèo. Chẳng là anh Lâm Mèo. Phi bò. Phút của Ghiền. Và đây là anh Hoàng Giang các bạn. Chẳng là anh Hoàng Giang. Và đây là đường chuyền của anh Trung Điện Tử dành cho anh Vương Hoài Đêm. Không bầu để biên cho cái đồ áo xanh. Đây là anh Hoàng Giang. Thắng lực. Và đây là anh Lắp Mèo. Vị trí cho phi bò. Thắng lực. Dập hai các bạn. Vị trí nhìn cho Phúc Cụ Ghiền. Và đây là Giá Kiệt. Phi bò. Đây là anh Hiệp Xuyên Ống. Và bóc bài của anh Xin. Minh Xin dứt điểm. Wow. Đó là thủ dân cao của Minh Xin và dứt điểm thành công. Đang số lên 9-4. Xỉu không? Xỉu không Lâm? Hả? Gãy cái nã không?
Cú dứt điểm có hiệp sân bóng. Có nào la miệng chứ, có người nè. Thả súng cho luôn. Ai nghe. Đồng chí có bút của ghê các bạn. Đây là hiệp sân bóng. Đội chiến dành cho Trung Điện Tử. Không bao. Bắt đầu cắt bóng qua ngang. Và đây là anh Hoàng Giang, Hoàng Đá Biên cho các cầu thủ áo xanh. Tướng Bờ Rồ vào sân trở lại để thay cho Phi Bò ở ngoài phía rồi Cát Lý Thiên. Đây là Trung Điện Tử, đội chiến dành Phương quay điểm. Phương làm gì đây? Dứt điểm, không bao. Bóng vẫn còn. Đây là anh Hoàng Giang. Và đây là anh hiệp sân bóng. Và đây là thủ môn Tấn Thành các bạn. Xin chào Ngọc Quý, gọi đây nhắn hỏi An An đá xong có gì không? Có luôn nha Ngọc Quý. Ngọc Quý sợ vợ quá à. Là mèo nữa, Ngọc Quý sợ vợ lắm anh Ngọc Quý ơi. Đó là đường truyền của Gia Kiên. Đây là Quý Gùa. Đây là anh Hoàng Giang các bạn. Một đường truyền dành cho anh Trung Điện Tử. Và đó là đường truyền cho anh Hiệp Sân Bóng. Chưa được. Đây thì anh Long Mèo sẽ rời sân. Để anh Thiên vào sân đây cho anh Long Mèo. Phía đội Cá Liên Thiên các bạn. Rồi mình nghỉ vô nha. Bên phía đội Toro thì anh Hiệp. Ai xin lỗi các bạn, toàn máy ủi đá vào sân trở lại. Làm thủ môn Cũng Cụ Nghiền và đây là anh Thiên. Bên xin các bạn. Xin chào Đông Trần, gọi là nhắn là không thấy hot girl lên xem gì hết. Giờ này chắc không có hot girl lên xem các bạn ơi. Chào Đỉnh Đen. Mới gặp chiều Đỉnh Đen. Cũng Cụ Nghiền các bạn. Đây là Trung Điện Tử. Cắt đồng các lũ đỏ, nhắn là Trung Điện Tử. Mà điều bóng tốc độ. Nhắn là Trung Điện Tử làm gì đây, đi chi vô. Nhắn là Trung. Điều chuyện về dành cho anh Hoàng Giang các bạn. Điều chuyện thứ hai dành cho Quý Gúa. Không vào. Một tình huống cản quá gắt hay của đội môn Tấn Thành các bạn. Bóng trúng cây cầu dọc cũng luôn sàn ngang. Đường chuyện cái tướng bắt đầu và đây là anh Trung Kỳ Tử. Đó là anh Trung. Đây là anh Thiên các bạn. Đó là đường chuyền của Thiên. Chưa được. Và đây là đường chuyền của Gia Kiệt dành cho anh Hiệp Sương Ống. Đây là anh Trung. Trung Kỳ Tử của đường chuyền dành cho anh Phương Hoa Điểm. Anh Hiệp dứt điểm không hầu. Để biên cho đổ xanh. Quý Gùa các bạn. Nhắn là Quý Gùa. Rồi chuyền đến vị trí của Gia Kiên. Đây là Trung Điện Tử. Đây là Ngoài Giang. Quý Gùa. Và đây là Gia Kiên. Gia Kiên dứt điểm. Để mình chọn đủ xanh. Sẽ là một đấu đá một góc dành cho các đội áo xanh. Toro. Đó là bàn bóng của đội môn Tấn Thành. Thắng lực. Rồi chị cho Tướng Bờ Rồ. Tướng Bờ Rồ làm gì đây? Dũng Quang ơi, dứt điểm. Chưa được. Là Huy Gùa các bạn. Và đây là pha đi bóng của anh Hoàng Giang. Đường chuyển đến vị trí của Phương Hoàng Điểm. Chỉ cho Trung Điện Tử quá người chưa được. Và những điểm chưa được. Để thắng lực. Tính vào rồi. Úc Cụ Nghiền làm gì đây? Dạ Úc Cụ Nghiền.
Và đó là chuyện của anh Phương và em, đây là Trung Kỳ Tử. Dẫn là anh Phương. Đây là anh Hiệp sẽ có vô lê. Đó là ba ngắn người vô lê có điểm xương ống các bạn. Siêu phẩm nha anh Hiệp. Anh Hiệp có siêu phẩm các bạn ơi. Và ngã người vô lê rất đẹp của anh Hiệp xương ống. Tỷ số đã được cũng ngắn 4-5-9 cho các bạn Toro. Đường chuyền chính xác của anh Phương Hoài Niệm nhìn cho anh Hiệp xương ống. Và ngã người vô lê các bạn. Của anh Hiệp xương ống. Tỷ số đã được cũng ngắn 5-9. Đá giữa lại kèn. Thằng Thi Hồng đã được tung cho Lai Hoa Trăng, đây là anh Phúc và đêm. Bên phía được các anh Thi các bạn, đây là anh Thi. Càng Thi Hồng. Ok, đây là anh Thi. Chào Đỉnh Đen, rồi xin chào Ngọc Quý, hỏi anh Lâm Mèo chút có không? Có luôn nha Ngọc Quý, dứt đêm không bầu. Tại vì điện có tính của đồ các bạn. Anh Toàn Mấy Ủi vừa có mình uống ra thế, đỡ rất độc. Một thiệt chiêu của anh Toàn Mấy Ủi. Wow, đó là bàn thắng của Càng Tí Hồn. Càng Tí Hồn vừa ghi bàn, đánh số lên 10 năm cho các cầu thủ Cá Lê Thia. Đây là Thiệt Sinh Ống. Đúng rồi, Đinh Đen đó. Ok, trọng tài Thanh Điền gửi cho, nếu mà còn đang Đinh Đen còn đang theo dõi thì trọng tài Thanh Điền gửi cho Đinh Đen là 10 điểm nha. Tại là đẹp xin ống, thương mà đẹp. Được chị thứ hai, dứt điểm, công bầu. Đó là pha đẹp bóng của đẹp xin ống, chưa thắng được thủ môn Thắng Thành các bạn. Đây là tiếng vào đầu. Tiếng vào đầu, dứt điểm. Hơi mạnh. Bóng lên tiếng vào phần tàu máy ủi. Huy Gùa. Và đây là anh Trúc Kỳ Tử. Sẽ là một thủ ném biên. Và một thủ sân. Anh Phương được chiên. Giữ được. Và cái bóng ngang các bạn. Bốn cuộc ghiền. Đây là anh Thiên. Được chiên nhìn cho thắng lực. Thắng lực đi bóng. Dứt điểm. Wow. Đó là bạn có thắng lực. Thắng lực chưa ghi bàn nên số lên 11 năm cho cầu thủ Cá Lê Thiền. Rồi chị Quân Hoàng Giang cho anh Hiệp. Đây xuyên ống. Dẫn là anh Hiệp. Để bị cho đủ xanh. Đó là pha bóng chính xác của một Thắng Thành. Đứng qua rồi. Rồi tướng qua rồi chi? Chưa được. Và đây là Huy Gùa. Anh em xuyên ống. Một Thắng Thành này có bóng gấp kịp thời. Càng tiếng không? Trời đạn nghe. Để mình cho hướng xanh các bạn. Huy Gùa. Đây là nền xương ống. Không lên.
vào rồi. Phút của Quyền. Và đây là anh Thiên. Anh Thiên làm gì đây? Vẫn là anh Thiên, được chuyền. Và đây là anh Trung Điện Tử. Và ba người. Và đây bóng hơi dài của Trung Điện Tử các bạn. Đứng vào rồi. Phút của Quyền. Cũng dứt điểm chưa được các bạn. Anh Toàn vừa muốn nói với Phúc Cô Quyền là nu qua ca si. Và đây là Chu Kỳ Tử, dứt điểm. Và góc cho cái đủ áo xanh. Đánh đầu, không vào. Đó là ba cản qua của đồ Tấn Thành. Đồng hồn Tấn Thành vừa có đủ cản qua thì cũng đánh đầu của anh Chu Kỳ Tử. Bi quá. Đây là anh Hoàng Nhan. Đây là anh Quân Hoài Niệm. Sẽ là tình huống đá vào góc cho các cầu thủ FC Toro. Mày đá biết nào mà anh? Không biết không có về đâu. Rồi hỏi không thấy ngang đi. Còn cặt rồi. Nghĩ luôn rồi. Bỏ đi. Nãy là tình huống dứt điểm một chạm của Niệm. Này xin ngóng các bạn. Kiếm luôn rồi kìa. Luôn rồi. Vô chết trong bội đi con. Thắng lực. Rồi chỉ thuốc gỗ ghiền các bạn. Bắn lên cho môn tàu máy ủi. Thầy ăn ngay. Sau khi coi công nghệ qua lại thì Phúc Cô Quyền té trước khi đeo cứu kéo các bạn. Đây là anh Thiền. Và đây là Phúc Cô Quyền. Không bao. Bắn lên cho môn tàu máy ủi. Đây là anh Hoàng Nhan. Phút của Nghiên. Rồi tình huống cản qua của anh Toàn Mai Ủi. Rồi ăn ngay. Đây là anh Hoàng Giang các bạn. Trong điện tử. Một đội chiến đến một chiến có niềm sướng ống. À ngang. Lại là Phúc Quân Nghiền và Toàn Máy Ủi. Phúc Quân Nghiền, Toàn Máy Ủi. Và đây là anh Thiên. Rồi Phúc Quân Nghiền. Đây là anh Thiên các bạn. Đứng rồi rồi. Phúc Quân Nghiền. Anh Thiên dưới đếm vô. Vào cái hộp giữa bộ 3 phút của Nghiền. Tiến vào rồi bạn Thiên. Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu chúng ta. Bàn thắng của Thiên, bàn thắng số lên 12 năm. Tỷ số chung cuộc. Xin chào nha cho các hữu cáo lên thiên. Bộ đại viên xin tạm dừng trận đấu tại đây. Và hẹn gặp lại quý khán giả các bạn trận giao hữu tiếp theo. Hai thứ bốn bàn kia, thằng kia, thằng...